Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Hot nơi cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và thú vị nhất đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính đáng chú ý có trong ngày. Chỉ một trận giao hữu, đội tuyển nữ Việt Nam đã khiến cổ động viên Đông Nam Á thực sự thán phục. Dù phải nhận thất bại 0-2 trước nữ New Zealand, nhưng màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam khá tích cực. Các học trò huấn luyện viên Mai Đức Trung phòng ngự kiên cường khiến đội chủ nhà phải vất vả mới có thể chiến thắng. Với thể hình và thể lực vượt trội cũng như đẳng cấp chuyên môn cao hơn, đội tuyển nữ New Zealand đã tạo thế trận áp đảo hoàn toàn. Trong suốt hiệp 1, đoàn quân của bà Jitka Klimkova đã kiểm soát bóng đến hơn 70% thời lượng ở trên sân. Cách hãm thành của đội chủ nhà cho thấy họ thiên về các miếng vỗ bóng từ hai cánh, tốc độ và sức mạnh mẽ của Ali Relay và Hen, khiến cho hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam hoạt động hết sức vất vả. Áp lực quá lớn của đội chủ nhà khiến bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của đội tuyển nữ Việt Nam nên các hậu vệ của huấn luyện viên Mai Đức Trung khá vất vả. Từ quả phạt góc của đồng đội, phút thứ 17, Bốt tung cú xuất điểm đưa bóng đi thẳng về phía cầu môn của đội tuyển nữ Việt Nam. Thu Thảo phá hụt bóng khiến thủ môn Kim Thanh bất ngờ đành đứng nhìn bóng lăn vào lưới. Trước khi hiệp 1 khép lại, hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam thêm một lần chịu thua đội chủ nhà sau một pha lên bóng bên cánh phải của Relay căng ngang vào trong để Hen dễ dàng đệm bóng vào lưới trống nhân đôi lợi thế cho đội tuyển nữ New Zealand. 2-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Trung không ngần ngại chỉ ra những điểm yếu của các học trò. Ông nói, tôi thấy các cầu thủ đã cố gắng hết sức nhưng động tác xử lý vẫn còn nặng nề, chưa thanh thoát. Sau trận đấu này tôi sẽ phải điều chỉnh để các cầu thủ phải nhanh hơn, các động tác xử lý tốc độ hơn, khả năng truyền bóng cũng chưa tốt, cần phải khắc phục. Thể lực của các cầu thủ là điều mà tôi hài lòng hơn. New Zealand đang khát khao giành chiến thắng trước khi World Cup bắt đầu. Họ chơi áp sát, sẵn sàng và chạm quyết liệt và tận dụng tầm vóc để gây ra những nguy hiểm nhờ bóng bổng. Đây là một tập thể khá đồng đều, không thiên về bất cứ cá nhân nào cả. Vị chiến lược gia 72 tuổi chia sẻ tiếp về hai bàn thua của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong hiệp 1, chúng ta có phần bỡ ngỡ nên để New Zealand có hai bàn thắng khá đơn giản. Trong bàn thua đầu tiên, Thu Thảo phá bóng không quyết liệt dẫn đến đá hụt bóng, khiến Kim Thanh không kịp phản xạ. Ở tình huống 2, hàng hậu vệ không theo sát đối phương nên dẫn đến bàn thua ở trận này tiền đạo đội trưởng huỳnh như trở lại với đội hình xuất phát sau khi vắng mặt ở trận giao hữu với đội tuyển nữ đức vì chấn thương dẫu vậy do mới hồi phục nên màn trình diễn của chân sút đang khoác áo lanh fc vẫn chưa thực sự thuyết phục huỳnh như vẫn chưa lấy lại được cảm giác bóng tốt nhất khiến nhiều pha xử lý lỗi và để mất bóng đây cũng là tình trạng gặp phải của nhiều mắt xích đội tuyển nữ việt nam ở màn đọ sức với new zealand được cho là do vấn đề tâm lý sau trận đấu, Huỳnh Như được ban tổ chức nước nhà New Zealand mời phỏng vấn nhanh. Trả lời truyền thông xứ Kiwi, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam bày tỏ khó khăn trước thềm World Cup nữ 2023. Huỳnh Như cho hay, khi sang đây thời tiết cũng ảnh hưởng tới toàn đội bởi vì nhiệt độ giữa Việt Nam và New Zealand tranh lệch rất lớn. Vì thế trận đấu này coi như là cơ hội để toàn đội làm quen và thích nghi tốt hơn với thời tiết, qua đó tự tin hướng tới những trận đấu tại World Cup nữ 2023. Đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam cho biết, Cô và toàn đội sẽ dành ngày nghỉ để phân tích chiến thuật của đội tuyển nữ Tây Ban Nha, đối thủ của chúng ta ở trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào chiến dịch quân cấp nữ 2023. Có chung cảm nhận, tiền vệ Thanh Nhã thừa nhận toàn đội đã không có cảm giác bóng tốt nhất do trời rét. Ở yếu tố khách quan, tôi nghĩ thời tiết có ảnh hưởng đến cầu thủ Việt Nam. Trời lạnh khiến cho chúng tôi chơi bóng không được mềm dẻo như mong đợi. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ thích nghi khí hậu tốt hơn và có những bài tập khởi động làm nóng cơ thể kỹ hơn. Được biết ở thời điểm hiện tại đang là mùa đông tại New Zealand, với khí hậu lạnh giá dưới 10 độ C, chênh lệch nhiệt độ lúc này giữa Hà Nội và New Zealand có thể lên đến 30 độ C, khiến đội tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều thách thức và những cô gái vàng của chúng ta sẽ phải học cách thích ứng thật nhanh trước khi giải đấu diễn ra. Còn ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ New Zealand, bà Ziska Klimkova chia sẻ sau trận Tôi hài lòng với các học trò, họ phối hợp kết nối tốt và trình diễn thứ bóng đá hay. Tôi cũng vui khi đội giữ sạch lưới, hàng thủ thi đấu gai góc và tập trung. Với đội trưởng Ria Percival của đội tuyển New Zealand, cô đánh giá cao hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ này cho biết, rất khó để phá vỡ hàng thủ của họ. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể và tạo ra cơ hội. Đánh giá về màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận giao hữu với đội chủ nhà New Zealand, trên trang asian football các cổ động viên đông nam á đã gửi nhiều thông điệp ý nghĩa đến các cô gái áo đỏ thua new zealand không phải điều tồi tệ chúng tôi những cổ động viên đông nam á sẽ cổ vũ cho đội tuyển nữ việt nam ở kỳ world cup sắp tới một cổ động viên bóng đá đông nam á cho biết đó không phải là một điều quá tồi tệ chúc đội tuyển nữ việt nam may mắn ở hành trình sắp tới tại world cup một khán giả khác có lời nhắn nhủ đội tuyển nữ việt nam hãy giữ vững tinh thần nhiệt huyết này các bạn thật tuyệt vời Tôi thán phục trước đội của các bạn. Một người khác cho hay. Trong khi đó, một tài khoản Facebook khác đã tấm tắc dành lời khen ngợi đến tinh thần thi đấu cuột cường của các cô gái áo đỏ. Bóng đá nữ Việt Nam thi đấu hay thật. Đáng chú ý, một cổ động viên còn chỉ ra rằng đội mạnh nhất châu Đại Dương gặp đội mạnh nhất Đông Nam Á. Kinh nghiệm thi đấu với các đội đẳng cấp thế giới sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam đi trước một bước so với các đội Đông Nam Á khác. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều cổ động viên để lại bình luận cổ vũ tinh thần đến những chiến binh sao vàng. Một tài khoản đã có bình luận như sau: Hãy giữ vững tinh thần mạnh mẽ này nhé Việt Nam. Trong khi đó báo chí của xứ sở Kiwi cũng đưa ra những ý kiến và góc nhìn riêng. Trong bài bình luận của mình, tờ New Zealand Herald chỉ ra rằng: Tỷ số có lẽ phải cao hơn nhiều vì đội tuyển nữ New Zealand đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội. Với những gì chúng ta đã thấy trong 12 tháng qua, đây là một trận đấu tương đối khó ghi bàn với đội tuyển nữ New Zealand chỉ ghi được hai bàn trong 10 trận trước đó. Việt Nam là một trong những đội bóng nhỏ của World Cup sắp tới. Đội bóng châu Á có đội hình gần như hoàn toàn chơi trong nước, cống hiến ít và dành phần lớn thời gian để phòng ngự bên phần sân nhà, mất 35 phút để có một pha chạm bóng trong vòng cấm của New Zealand. Họ đã cải thiện sang hiệp 2 nhưng trông hoàn toàn không thoải mái trong điều kiện lạnh giá. Tờ Stop thì đánh giá trận đấu diễn ra một chiều theo cách đáng kinh ngạc dựa trên thứ hạng của các đội chỉ có 6 bậc cách biệt khi New Zealand xếp thứ 26, còn Việt Nam là 32. Bất chấp những khó khăn của New Zealand dưới thời Klimkova, Việt Nam đã triển khai chiến thuật tiêu cực một cách kỳ lạ bằng cách lùi sâu về phần sân của mình và nhường quyền kiểm soát bóng, dẫn đến việc đội tuyển nữ New Zealand ghi hai bàn trong 45 phút. Tờ Otago Daily Times cho rằng, New Zealand đã có một màn trình diễn vượt trội trước Việt Nam. Họ đã mang đến một màn trình diễn đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ với một số pha phối hợp tốt ở 1 phần 3 cuối sân, đặc biệt là trong hiệp 1. Việt Nam đã không tạo ra mối đe dọa nào cho đến 10 phút trước giờ nghỉ giải lao với việc thủ môn Victoria Essen hóa giải một tình huống nguy hiểm bằng một pha cản phá kịp thời. Trang Football New Zealand cũng tỏ ra bất ngờ với những gì đã diễn ra trên sân Marklin Park. Trang này viết, khi họ bước ra sân Marklin Park gặp đội tuyển nữ Việt Nam với những chiếc áo khoác có in tên, tất cả người dân New Zealand đang để ý đến họ. Ngoài hai bàn thắng, sự áp đảo của các cô gái New Zealand được thể hiện qua các chỉ số khủng khiếp trước giờ giải lao. The Ferns cầm bóng tới 69%, dứt điểm 17 lần và số lần thủ môn Vic Esson làm việc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chiến thắng với một thế trận bất ngờ trước đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên đây là một trận thắng cần thiết và điều đó sẽ giúp ích cho tinh thần của toàn đội trước khi bắt đầu World Cup trên sân nhà. Nhiều ý kiến khen chê từ cả những người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đã được đưa ra sau trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam trước đối thủ hạng 26 thế giới, đồng thời cũng là nước chủ nhà của vòng chung kết World Cup lần này, New Zealand. Trước mắt thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung cần phải làm quen với khí hậu thời tiết rất khắc nghiệt, khác hoàn toàn so với Việt Nam. Tiếp theo, đội tuyển của chúng ta dĩ nhiên sẽ có những bài tập nâng cao kỹ chiến thuật, đồng thời sẽ có thêm một trận đấu nữa gặp đội tuyển Tây Ban Nha để có thể đánh giá cũng như rút ra được những kinh nghiệm quý báu. Và dù thế nào đi chăng nữa thì đội tuyển nữ Việt Nam vẫn sẽ là niềm tự hào của giải đất hình chữ S. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị để lại dưới phần bình luận của video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và bật vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ kênh bóng đá hot. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.